Ui, sao khấu thắng. Mất 100 triệu em ơi. 100 triệu rồi. Bài ngon mà. Tôi sáu ăn nó cửa cả 100 triệu kìa. Giờ tính là 200 triệu rồi. SKT cơ mà. Thua đâu, trận này đây là trận đầu tiên nó thua nên có phải không? Trận này nó thua. Thôi mọi người chung kết với thua một trận. Là gì nhỉ? Đấy. Antisop à? Adino shop. Adino. Adino. Rồi xong.
cho mình gửi cho con diễn. Cho mình 200 cửa. Cái gì đó? Adino cho nó. Cho mình đéo. Cho mình gì? Cho mình trắng á? Ừ. Cho mình trắng có mấy loại? Cái loại trắng tinh ơ, trắng tinh thì có 200 rồi. Bóc đơn đang thắng. Bấm vị là siêu nhanh luôn. Chelsea là một một cú sút một bàn thắng tiếp để sút rồi. Gì mà đi 300 rưỡi gì cất đấy.